Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ xin thông báo rằng mọi người ai đã từng tham gia dự án Hero Arena, mình đã từng chia sẻ trên kênh. Thì nay dự án này để phân phối token về ví của mọi người. Về mỗi ví, mọi người sẽ nhận được là 20 token Arena. Về may mắn mình để nhận token từ dự án này. Về mình đây là ví phụ của mình. Về mình để nhận được 20 token từ dự án. Về dự án này để chạy trước đây một ngày. Về tại ví phụ thì mình ít khi kiểm tra nên mình cũng không biết dự án để phân phối. Về giá hiện tại của token của dự án này là 1.17 đô trên một token. Về mỗi ví mọi người sẽ nhận được là 20 token tương ứng với giá trị khoảng 24 đô. Về dự án này mình để tôi chia sẻ là chỉ random 1.000 ư. Rồi mọi người tiến hành, nếu bạn nào mà may mắn nhận thưởng token từ dự án, mọi người có thể tiến hành swap. Đầu tiên mọi người để tiến hành swap trên 3 cây swap, mọi người tiến hành copy contract của dự án này. Mọi người tiến hành copy contract. Sau đó mọi người click vào link ban cây swap. Link ban cây mình sẽ để dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành save exchange. Sau đó mọi người tiến hành dán contract của token vào đây. Về cũng có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là mình làm những dự án mà random mà không có rep thì sẽ khó nhận được. Mình xin nói rằng random, đúng là random, mà nó sẽ random là có rep với không rep là không quan trọng nha mọi người. Đây là ví phụ của mình, tại sao mình chỉ random 1.000 mà mình nhận được, cũng đâu có tiền rep gì đâu. Mà trong khi ví chính thì chỉ tiền rep thì có nhận được đồng này đâu. Nên mọi người phải nói đừng. Rồi mọi người tiến hành vào dán contract, mọi người tiến hành dán contract vào đây, mọi người tiến hành sẽ. Mọi người có thể sẽ xem đồng BNB hoặc là USDT của mình. Rồi sau đó mọi người tiến hành swap. Và hôm nay mình sẽ thì mình chỉ chỉnh slip ở 0.5 mình để sẽ được. Nên mọi người không cần tăng slip từ dự án này. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, mình xin chúc mừng những người để trúng thưởng từ dự án này. Video của mình sẽ kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.